đó nè, đó anh coi đi, anh lựa đi, như cái hội chợ rồi đó không. Ô chị gái, chị gái, à, cho anh em tôi coi mắt cái chị. Hai anh con lựa luôn hả, hay là từng người một? Thôi không, anh tôi già hơn tôi, cái lão thọ cho ông coi trước đi, cho ông lựa trước đi. À nè, hồ sơ tôi nè. Này đúng không, này này, hồ sơ của anh tôi, này của tôi, coi đọc hồ sơ coi. Ô sinh viên du học nước ngoài về, đang làm công ty truyền thông, lương tháng 50 triệu, độc thân vui tính, thành thạo 3 thứ tiếng. Yêu cầu nè, kiếm bạn đời bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong dịu dàng, gia chủ nhưng phải biết lo cho em. Ê, tính ra đang tả ông luôn á. Trời ơi ngon. Trời, ở gì đây, trước đó là làm thám tử. Đúng rồi. Bây giờ là chủ của quán cà phê, tính tình thì hơi cọc cằn nhưng mà được cái là đơn. Thôi, trả lại đi. Gì vậy? Khùng, đi có mắt mà như đi xin việc chứ thôi, mệt quá dẹp đi. Trời ơi, cái mối đang ngon mà làm gì vậy trời. Ngon vô ăn. Ông dám trời. Nè, bây giờ là ông phải suy nghĩ cho tương lai đi. Trời ơi, bây giờ người ta là người ta rất là bận rộn rồi, người ta không có thời gian để người ta hẹn hò tìm hiểu. Thì đợi có cái này nè, gặp nhau xong rồi quen luôn. Phải không? Vì tương lai con em đi cha. Mệt thiệt quá à, tao. Mệt gì? À, em chào hai anh. Hai anh cũng đi xem mắt hả? Ừ đúng rồi, nhưng mà ông anh làm biến quá kìa. Gì vậy? Trộn người lớn nói chuyện. Gì vậy? Tiện gì cười biến thái vậy? Em cũng đi coi mắt hả? Dạ. Vậy bây giờ mình cho đổi hồ sơ luôn nha. Được chứ. Ồ, vậy mặc dù rắc rối kêu phiền, rắc rối phiền mà miễn đẹp là được đúng không? Anh đọc hồ sơ đi. Đọc chứ. Vô đi em. Dạ. 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 Đi lấy nước. Mời khách. Sai luôn. Có tay có chân không để tự lấy thì sai. Hay lắm. Dẫn gái về làm cha làm mẹ. Nhà của anh Vinh đẹp quá à. Chắc căn này cũng mấy tỷ hả anh? 6 tỷ mấy á? 5 tỷ 2. 6 tỷ. Uống tượng một ngày cha. Anh, hôm nay em qua đây á là để bàn chuyện cưới xin của tụi mình á. Cái gì? Ủa tính ra là mới gặp nhau hôm kia luôn á, hôm nay đám cưới à? Ờ, thì anh Vinh ảnh cũng hơn 30 rồi, ảnh đâu có còn trẻ nữa đâu. Bây giờ nếu mà mình cảm thấy có tình ý với nhau, ưng ý nhau thì tụi mình cứ rút gọn thời gian thôi, cứ tiến tới hôn nhân là được. Chị gái, em nghĩ là anh hai em không chịu đâu, không có bọc chụp. Tao chịu mà. Cái gì? Anh chắc chưa vậy? Ý là cứ vợ mình phải cứ liền tay á. Phải, ít nhất cũng phải tìm hiểu nhau chứ, hai người mới quen nhau có 2-3 ngày làm gì đám cưới sớm vậy. Ít nhất là cũng phải 1 tháng tìm hiểu cho kỹ, có tính cách tính tình có hợp nhau hay không chứ, chưa gì hết cưới rồi. Tao tìm hiểu kỹ hết rồi, từ trên dưới rồi. Cũng mày, mày hỏi tao lấy vợ đã, giờ tao lấy cái mày phản đối là sao? Không phải là phản đối, biết là vậy rồi nhưng mà ít nhất cũng phải cái gì. Im, keep silent. Ví dụ cưới về thì em muốn gì? Em thì đâu có muốn cái gì đâu, cũng không có điều kiện gì nhiều. Chỉ cần là anh có nhà nè, anh có xe, lương tháng tầm 80 đến 100 triệu đủ lo cho em là được. Tất cả những thứ đó là những thứ anh không có. Anh đi chơi chứ chuyện nhỏ. Anh chụp chung với một quay hình nha, để em còn đổi hình nền nữa chứ. Quay clip luôn cũng được. Anh định cưới xong á, mình đi hướng tình chân mặt ở Phú Quốc đi. Chứ Đà Lạt cho nó cũng hơi nóng á. Đi đâu cũng được, miễn là có em với anh là được. Đi mở cửa với anh không? Có người. Tới. Dạ. Mày đang dụ dỗ bồ tao đúng không? Mày cùng mày, bố gai, bồ tao bộ. Mày hỏi nó coi tao lại. Ai hả? Bồ em. Gì vậy? Không, ý là không, ý là ý á, ý là bồ anh. Còn ai á, ý anh hỏi là vậy á, anh hỏi ý là bồ anh đúng không? Bên đây là bồ của ý, còn anh là không phải bồ em. Anh là người đang dụ dỗ em á. Gì? Em có nói với anh là em có bạn trai rồi chứ bộ, mà tự nhiên anh dụ dỗ em nên em biết phải làm sao bây giờ. Kệ vụ nào. Ê, không có vụ á. Con hả? Mày ôm ấp nó rõ ràng. Tao ôm nó nào? Mày ôm ấp gỗ kìa mà nó không có hả? Thôi nào. Đây nè, em có hình. Má hàng chi ngủ chụp hình. Chối hơn. Bây giờ mày làm sao? Mày dụ dỗ bồ tao thì mày tính làm sao? À, hai người thông đồng lừa tôi đúng không? Bây giờ muốn gì? Cái gì? Muốn sao hả?
Bây giờ mày chỉ cho tao 100 triệu tiền phí tổn thất tinh thần. Còn không hả, tao đăng lên mạng cho tất cả mọi người đều biết mày là một cái hàng dụ dỗ lừa gạt bồ người khác ha. Rồi mày dẹp luôn quán phê khỏi bán nữa. Mày có bị điên không? Ôm một cái 100 triệu không có cái quán nào có cái giá đó hết trơn mày. Giờ biển sao? Chuyển làm gì nắm dữ hả? Làm gì có tiền liền đưa liền. Giờ đi chuyển khoản cho. Sao? Tiền của tao đâu? Nhiều quá chuẩn bị chưa kịp. Cái gì? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày là một cái chủ quán cà phê lớn giờ mày gom không được 100 triệu là sao? Rồi, được rồi. Nè mọi người ơi, mọi người coi nè, chủ quán rồi nè. Một cái chủ quán cà phê lớn như vậy mà tối ngày kiếm chuyện đi lừa đảo, đi dụ dỗ bồ người khác. Không? Biết người ta sắp có chồng rồi mà vẫn dụ dỗ, đưa này đưa kia nói ngon nói ngọt để dụ dỗ người ta đó. Mọi người coi đi, chủ quán cà phê lớn như vậy kinh doanh gì đạo đức nghề nghiệp đâu. Thì làm sao? Bây giờ xích lao. Ngồi xuống. Mày nói anh tao giật bồ của mày đúng không? Nè, hay là hai đứa mày đang gài anh tao bắt chẹt anh tao hả? Này chưa biết đâu nha. Nè nha, anh đừng có ăn nói linh tinh nha, đừng có bôi nhọ tôi kiểu đó. Trời ơi, nghĩ cái loại con gái như cô á, còn gì để tôi bôi nhọ hả? Thích không? Tôi cho coi cái này. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, chuyện còn dài lắm, ngồi xuống, ngồi xuống. Coi đi. Bây giờ em lên trên đó trước đi, em nói chuyện cưới hỏi nó cho mùi mọt vô. Rồi bắt đầu nó ôm em đúng không? Em chụp hình lại, anh lên sao anh bắt quả tang nó. Nhưng mà anh nhớ lên sớm nha. Chứ không, lỡ nó làm gì em thì sao? Sợ cái gì? Mà nó cho dù nó có làm gì đi chăng nữa, mình lấy nó 100 triệu cũng đáng mà. Nè, khoan, lên đi anh thương. Rồi mốt có tiền đi chữa lành sao ha? Căn cứ vào cái video déo này, hai đứa mày có hành vi là lừa đảo tống tiền anh tao đúng không? Tao kêu công an, không có nói nhiều. À, anh ơi, khoan, được. Anh Vinh, cái chuyện này là lần đầu tụi em chót dại thôi. Anh tha cho em đi, lần sau em không có dám nữa đâu. Biện. Dạ, em đi liền. Ôi, Thủy, sao cháu đi vậy? Mình phải kêu công an xuống, mình bắt tụi nó hay là mình phạt tụi nó chứ sao cháu đi dễ dàng vậy? Cũng mày không à. Tự nhiên bắt đi coi mắt làm chi, giờ nó không nổi vậy đó. Đổ thừa, nữa cũng ông giải gái không, đổ thừa tôi. Ê mà nói nghe nè, không mấy anh đi cắt cái duyên âm đi sao anh đi ra đường anh gặp tầng cô hồn các đảng không gì? Cắt thì bây giờ. Cháu đi. Ê, ngày mai có cái kèo đi coi mắt nữa nha. Ôi, vậy mà kêu rắc rối, kêu phiền, rắc rối phiền mà miễn đẹp là được đúng không? Tất cả những thứ đó là những thứ anh không có.